sẽ chỉ thiết kế dạng đầu cuông để thắt chặt và tạo các điểm neo tuyệt vời ở các mô dưới da, hiệu quả ngay sau khi điều trị, giúp cơ mặt được nâng lên, rãnh mũi má cải thiện rõ rệt và săn chắc, giảm thiểu các nếp nhăn vùng mắt, vùng má. Chúng ta mới làm xong liệu trình căng chỉ nửa gương mặt bên phải ha. Bên này mình đã làm rồi, còn bên này là mình chưa can thiệp gì cả nhà mình nhá. Và như cả nhà thấy thì làn da của chị thích ứng với cái liệu trình rất là tốt. Cụ thể là cái rãnh này, nếp nhăn cũng như là cung mày của chị đã cải thiện hơn rất là nhiều sau khi mình căng chỉ nửa gương mặt bên phải rồi. Và bây giờ mình cùng giao lưu một chút xíu với chị khách của chúng ta nha. Dạ chị ơi, cho em hỏi là sau cái liệu trình căng chỉ đó thì nãy chị cũng soi gương rồi, và mình đồng ý để cho BB chia sẻ cái livestream này đến với khách hàng của BB, thì mình chia sẻ lại cho em biết là không biết mình có hài lòng sau cái liệu trình này không ạ? Chị rất hài lòng á. Chị rất hài lòng là làm đẹp. Nó thay đổi nhiều. Giải chung ra. Và chị cho em hỏi là không biết tại sao mình lại lựa chọn cái liệu trình này tại BB mà mình không phải làm nơi khác, hoặc là mình làm cái công nghệ khác, ví dụ như là mình phẫu thuật căng da mà mình lại lựa chọn công nghệ này tại BB ạ? Tại vì phẫu thuật á, là dao kéo á, chị vô là chị sợ lắm. Ngại lắm, ngại nhất là cái đó. Nhưng mà nghe chị tới ngay chỗ BB thì chị thấy là bác sĩ nói cho chị nghe đó, phân tích cho chị hiểu là làm như vậy đó thì nó vừa trẻ đẹp mà nó lại không sợ về dao kéo hay là khâu hay là gì đó. Và em cũng được biết là bạn của chị là có làm ở đây rồi. Đúng rồi. Mình cũng chia sẻ là bạn làm đẹp quá, là hôm nay là mình cũng tới BB để đăng ký cái liệu trình này luôn, đúng chị ạ? Đúng rồi em. Và cả nhà ơi, liệu trình này tại BB hiện tại đang có ưu đãi vô cùng hấp dẫn đó cả nhà, lên tới hơn 75% luôn. Thì ngại gì mình không đăng ký liệu trình này tại BB ha. Và lát nữa đây thì em mong rằng khi bác sĩ căng nửa gương mặt bên này cho chị thì mình cũng sẽ có được cái sự căng như thế này, và cái cung mày mình cũng được nâng lên như vậy luôn chị ha. Và em thấy là mới chị mới làm xong đây là em thấy là hai bên mặt đã có sự thay đổi rất là nhiều rồi. Đúng rồi. Chênh lệch nhau tới hơn mấy chục tuổi đó chị. Chị có thấy như vậy không ạ? Đúng rồi. Dạ cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn cả nhà mình nha.